Thưa quý khán giả, xuất khẩu thủy sản trong nửa đầu tháng 9 năm nay đã đem về gần 364 triệu đô la, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này là tín hiệu cho thấy xuất khẩu thủy sản đang trở lại đường đua và sẽ dần tăng tốc trong những tháng cuối năm. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam và Xếp, trong nửa đầu tháng 9 này, trị giá xuất khẩu thủy sản đạt 363,8 triệu đô la, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước các thị trường xuất khẩu chính như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Riêng mặt hàng cá tra, thị trường dần khởi sắc, đặc biệt sau khi phía Mỹ công bố kết quả sơ bộ thuế chống bán phá giá lần thứ 19 giảm mạnh. Dự báo xuất khẩu cá tra trong những tháng tới có thể mang về doanh số 1,8 đến 1,9 tỷ đô la. Xuất khẩu tôm ước đạt 3,6 tỷ đô la và các mặt hàng hải sản sẽ đạt khoảng 3,5 tỷ đô la. Như vậy, dự báo tổng xuất khẩu thủy sản năm 2023 có thể đạt khoảng 9,1 đến 9,2 tỷ đô la, giảm 16% so với năm ngoái.